phô mai que này, hai bố con mình ngồi ăn. Mời mọi người nhá. Phô mai que này. Này, mình đang cưới cà này các bạn. Đẫm đều, mai mốt sang năm đều được mùa bội thu này. Mình không có tiền, mình làm tới hệ thống tự động nên là mình phải dùng bằng tay này. Đây. Cây sâm bu chê này cao như cây bơ ấy chị các bạn. Đấy, đẹp đây trên. Hình như mấy cái trái to này, nó kêu trồng mình hái. Ui trời, sâm bu chê trái teo lủng lẳng. Đây này có hai trái to. Trái này có trái này bị sâu ăn. Ủa hả? Đây nè, trái ngoài này nè, nó sâu rồi. Đâu? Đó. Ở dưới này có mấy trái to bự rồi. Với trên nó té đây. cao quá anh ơi, cây này. Chế không được. Chế cái cây quạt. Cây béo xìu à. Ôi, cái trái này bự quá anh ơi này. Leo lên. Với không tới luôn. Với. Trái này bự chưa này. Chịu thua với. Đây nè, ngay sát chân anh này. Cái trên nó có rồi. Dưới chân chồng một cành trái đây nè. Wow, cái này à? Ừ, cái này chưa bóng mà được rồi, nó bóng ăn ngon, chín hết rồi. Ở đằng kia có mấy quả chim á anh, nó phải bóng không bóng. Mời mọi người, phô mai que này, mời tất cả mọi người. Phô mai que này, hai bố con mình ngồi ăn. Mời mọi người nha. Phô mai que này. Cắt được rau này chấm này các bạn. Chấm với nước tương này, này tương ớt này. Ngon. Cái này có xúc xích ở trong. Tuyệt vời đấy nhỉ. Ngon. Có. Dầu. Ngon dầu. Sao mà ngon thế nhỉ? Quá tuyệt vời luôn. Mẹ chiên ngon không? Có. Này, công trình của cả nhà buổi chiều rồi. Đã quá. Cái này tôm chiên bột này. Mời mọi người nhé. Tôm chiên bột này. Tôm sông đấy. Chứ không phải tôm nuôi đâu. Ngon không? Tôm sông nó ngọt mà nó tốt sức khỏe nữa. Đặc sản này luôn. Ui rau. Vừa nãy để bắn lên mà nóng quá này rau héo luôn hả? Đang sống ở nhà chồng đó, nên là nó sạch đó. Ăn đảm bảo. Mà mọi người miếng tôm này. Ngon. Tiếc quá nhỉ, mình không ở nhà ăn à. Ui tuyệt vời đấy. Ui, đã thế. Sao bố không có? Bố toàn xúc xích mà. Kéo dài thế. Mẹ cũng thử cây coi, thèm quá. Nhìn hai bố con ăn thèm quá. Giòn quá. Giòn nấu ấu. Bữa nay tay nghề của vợ lên cao quá. Chiên giòn đúng vừa tới luôn á. tôm cũng giòn này. Cái hút rất là ngon, tuyệt vời. Tuyệt vời. Tẩm mắm này ngon hơn. Mắm chấm rau sống, mắm chua ngọt tôm ngon hơn hả? Làm lại miếng mỗi lần mọi người. Đây, chấm nước mắm hay. Chấm nước mắm tuyệt vời hẳn không? Có nó có cái vị mặn của biển mà. Ngon hẳn đấy. Này, anh mời này. Mời bạn. Ngon. Có rau sống rồi phải chấm mắm nữa ngon. Đã không? Đã. Tiếp đi. Mạnh vô. Cái tôm sông này ăn đúng ngon luôn ha. Ngọt. Tôm ngọt này. Rau này mình lấy ở nhà luôn nha, trong không có thuốc gì đâu, mình trồng ở ngoài ấy, ngoài vườn ấy, để mình hái vô mình ăn kèm thôi, tuyệt vời luôn các bạn. Này em này, thôi ăn đi, làm đi, làm cái nữa, đó tuyệt vời. Pin thôi hả con? Xong rồi. No. Đã đời. Ngày hôm nay mình đi tưới cà về các bạn. Nên thấy được một bữa này hoành tráng này. Mình cảm ơn vợ rất nhiều. Tuyệt vời. Sao bữa cái con này nó ngọt thế nhỉ? Nhờ chấm hai tay ăn mới ngon các bạn. Đã bốc là phải bốc hai tay ăn nó mới sướng. Bữa review của mình bữa nay là kết thúc tại đây nha các bạn. Hẹn các bạn clip sau. Mong được chào đón các bạn clip sau. Bye bye.